chiếc mèo ngơ ngác với pha cướp đồ ăn nhanh như chớp của chú chó. Hôm nay chiếc mèo này được sen cho một miếng ức gà khô. Rút kinh nghiệm bình thường bị cướp đồ ăn dưới đất rồi, nay lên hẳn đầu tủ ăn luôn mà vẫn bị cướp một cách trắng trợn. Chả hiểu là do vụng về hay bị mẻ răng nữa. Gặm được miếng gà vào mồm có 5 giây thôi mà đã bị rớt xuống đất mất. Chưa kịp định thân lại thì từ đâu có một cơn gió lướt qua lấy mất miếng gà và chuồn luôn. Phải làm chậm lại video mới nhận ra là tên chó chuyên cướp đồ ăn chắc hẳn cũng nằm canh nãy giờ và chỉ đợi mỗi cơ hội này thôi. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà. Bỏ qua tên cướp đó đi, nhìn lại khổ chủ của miếng gà vừa bị cướp mất. Trông em mèo này có vẻ vẫn chưa bình tĩnh được sau vụ cướp xảy ra, nên lúc sen đưa tay lên an ủi thì nhìn mặt ẻm có vẻ hơi cọc. Thôi rút kinh nghiệm, sau nhớ ăn cẩn thận lại nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.